bao đồng không muốn rời nhau. Câu ai ân xin ngợi ca suốt đời, dòng nghèo ta vẫn chung đôi, miễn đừng có phụ lòng nhau. Anh em vừa được nghe qua một cái bộ phối ghép của mình, gồm có một đôi loa JBL TLX600. Đây là một cặp loa rất hay anh em nhé. Nó sử dụng 3 driver, một con bass 25 màng giấy gợn sóng gân mút, một con chung giấy và một con chép đôm. Thùng vách là vuông vắn góc cạnh. Ê căng là còn rất đẹp, có tem mác logo. Cặp này của nó là cao. Mình đo luôn cái thông số cho anh em nhé. Con này nó cao là 68 phân. Chiều ngang của nó là 32 phân 5. Và chiều sâu đóng cả e căng vào của nó là tầm khoảng 31 phân anh em nhé. Cặp loa JBL TLX600 này mình đang bán là 8,5 triệu. Tiếng rất hay. Mình kết hợp với nó là một con âm ly Luckman L400 có 4,2 triệu thôi anh em ạ. Đánh cực kỳ là hay. Xin mời anh em nghe tiếp đoạn nữa này. Hai mai đầu lòng như bao lòng không muốn rời nhau. Câu ai ân xin ngợi ca suốt đời, dòng nghèo ta vẫn chung đôi, miễn đừng có phụ lòng nhau. Cặp loa này thì tiếng bass của nó cực kỳ là hay anh em ạ. Anh em có thể nghe đa thể loại nhạc được, nhạc gì cũng hay, mà có 8,5 triệu cho cặp loa này. JBL thì không lấp vào đâu được rồi anh em nhé, mà nhất là ghép Luckman nữa thì là cặp cộng mọ luôn. Con Luckman kia của mình có 4,2 triệu, Luckman L400 anh em nhé, giá cực kỳ là hợp lý cho cả bộ vô hình này. Anh em đến với kênh của mình cho mình xin nút đăng ký kênh nhá. Xin chào tạm biệt anh em.